mới này. Nước dùng từ thịt chứ gì. Chà, ngon từ thịt. Chị nghe ngọt từ xương. Đúng là Aji ngon. Nhưng là Aji ngon mới. Ngon từ thịt, ngọt từ xương. Nay có thêm xương ống được hầm thật kỹ, vừa làm các món canh xào thêm ngon ngọt, vừa làm nước dùng. Với Aji ngon mới, ai cũng nấu ăn thật ngon. Cho chị một gói Aji ngon đi. Ngon từ thịt, ngọt từ xương. Xin chào mừng các bạn và các em đến với chương trình Bí mật gia đình. Chương trình này do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Đông Tây phối hợp thực hiện. Chúng tôi xin cảm ơn nhãn hàng Ajinomoto của công ty Ajinomoto tại Việt Nam tài trợ cho chương trình này. Người dẫn chương trình của chúng ta hôm nay là MC Quỳnh Thương. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với trò chơi Bí mật gia đình. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống gia đình của chúng ta luôn ẩn chứa rất nhiều những điều bất ngờ thú vị. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những bí mật gia đình rất dễ thương của ba em bé. Và điều đầu tiên chúng ta sẽ làm đó là dành một tràng pháo tay để chào đón ba em bé nhé. Chào con. Dạ, con chào cô Quỳnh Hương. Thế con có thể giới thiệu một chút về bản thân con được không? Dạ được ạ, con tên là Nguyễn Hải Thanh, năm nay con 8 tuổi. Sở thích của con là được đi du lịch. Ừ, như vậy thì gia đình của con thì như thế nào? Dạ, ba con là quay phim, ba con quay nhiều thứ ở bên ngoài. Rồi, ba con tên gì? Dạ, ba con tên là Nguyễn Hải Sơn. À, thế còn mẹ của con? Dạ, mẹ con là Ngô Thị Minh Thu, làm ở công ty Bá Pháp Luật. Ngoài ba mẹ ra thì gia đình con còn ai nữa? Dạ, anh con năm nay học lớp 10, học lớp 10, năm nay lên lớp 11. À, như vậy thì con là bé nhất nhà đúng không? Dạ. Ngày hôm nay con đến đây chơi với ai? Dạ, hôm nay con đến chơi với mẹ. Con mời mẹ ra chơi nha. Con mời mẹ ra. Chào chị. Chúng ta cùng làm quen với bạn chơi thứ hai. Chào con. Chào cô Quỳnh Hương. Con giới thiệu một chút về con đi. Con tên là Văn Thủy Uyên Vy. Năm nay con được 8 tuổi. Con đang học trường tiểu học Bạch Đằng, quận Bình Thạnh. Hè này con lên lớp 3. Gia đình con có 4 người. Bố con tên là Văn Hùng Phi. Năm nay bố con được 45 tuổi. Bố con đang làm thợ điện. Mẹ con tên là Phạm Thị Ngọc Diễm. Mẹ con năm nay được 30 tuổi. Mẹ con đang làm nhân viên pha chế thức uống. Em của con tên là Văn Hoàng Phúc Thịnh. Em năm nay được 6 tuổi. Hè này em lên lớp 1. Ngày hôm nay con đến đây chơi với ai? Dạ, ngày hôm nay con đến đây chơi với bố con. Mời bố ra đi nào. Con mời bố ra. Chào anh. Chúng ta hãy cùng làm quen với bạn chơi cuối cùng. Chào con trai. Con chào cô Quỳnh Hương. Con tên là Ngô Ngọc Thịnh. Con học lớp 28, trường Lương Định Của. Gia đình con có 5 người. Bố con, mẹ con, anh con, chị con và con. À. Bố con tên là Ngô Thành Dũng. Năm nay 53 tuổi. Hiện đang làm nghề kinh doanh. Mẹ con tên là Nguyễn Thị Mỹ Hương. Năm nay 51 tuổi. Hiện đang làm nghề kinh doanh chung với bố con. Còn người thứ ba là anh con, tên là Nguyễn Ngô Ngọc Trung, năm nay được 25 tuổi. Wow, anh con tới 25 tuổi luôn á. À, hay quá. Anh phụ giúp bố mẹ làm việc trong cửa hàng. Còn người thứ tư là chị con, năm nay được 24 tuổi, cũng đang phụ giúp ba mẹ trong cửa hàng. Vậy có một mình con là coi như là đi bé học nhất nhà luôn đúng không? Dạ. Hay quá, cô Quỳnh Hương thấy thích được đổi vị trí của con quá à. Thế ngày hôm nay con đến đây chơi với ba hay là với mẹ? Dạ hôm nay con đến chơi với mẹ con. Mình mời mẹ ra đi. Mẹ ơi, con mời mẹ ra chơi. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với trò chơi Bí mật gia đình và phòng chơi đầu tiên. Ở phòng chơi này thì các vị phụ huynh đã được mời vào trong xoay Rubik nghe nhạc, hoàn toàn tách biệt với không gian của chúng ta bên ngoài. Trong lúc đó thì các em bé ở lại với trường quay cùng nhau vượt qua ba câu hỏi.
sẽ có hai câu hỏi có đáp án có sẵn. Các bé sẽ ghi được 50 điểm nếu có câu trả lời trùng khớp với ba mẹ. Và một câu với đáp án mở thì các bé sẽ ghi được 100 điểm nếu có câu trả lời trùng khớp với ba mẹ của mình. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu câu hỏi đầu tiên với bạn Hải Thanh nào. Cô Quỳnh Hương muốn hỏi con là ở nhà con có thấy ba mẹ con thường hay nói chuyện với nhau không? Dạ con có thấy thường xuyên. Như vậy thì bây giờ câu hỏi của cô Quỳnh Hương như sau. Mỗi lần mà ba với mẹ trò chuyện với nhau đó thì con sẽ thấy ai ít nói hơn? Thứ nhất, ba nói ít hơn mẹ. Thứ hai là mẹ nói ít hơn ba. Thứ ba là ba với mẹ nói nhiều như nhau. Thì con nghĩ là mẹ nói ít hơn tí xíu với ba. Vậy đó hả? Mẹ nói ít hơn ba chút xíu hả? Dạ. Cảm ơn con, cảm ơn con. Chúng ta cùng lắng nghe ý kiến của bạn Uyên Vi, con nghĩ như thế nào? Dạ thưa cô, ở nhà mẹ con nói ít hơn ba. Sao lạ thế? Cô Quỳnh Hương tưởng mẹ phải nói nhiều, thường thường là mẹ hay nói nhiều 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 chứ ạ. Mẹ con nói ít hơn ba con hả? Dạ. Cảm ơn con. Chúng ta cùng lắng nghe ý kiến của bạn Ngọc Thịnh, con nghĩ như thế nào Ngọc Thịnh? Dạ con thấy ba con nói ít hơn mẹ con. Vậy hả? Hay ba con có phải là người ít nói không? Dạ thì thường thì nói với mẹ thì ba ít nói, còn ở ngoài thì ba nói cũng bình thường. Nói với mẹ thì ba ít nói hơn chút xíu phải không? Dạ. Cảm ơn con. Chúng ta cùng lắng nghe câu hỏi thứ hai, bắt đầu bằng bạn Uyên Vi. Cô Quỳnh Hương biết là công việc của ba mẹ thì rất là bận rộn phải không con? Dạ. Con có thấy lúc nào ba mẹ được rảnh rỗi không? Dạ thấy. Như vậy thì những cái lúc mà ba mẹ rảnh rỗi thì con muốn ba mẹ làm gì cho con? Con muốn ba mẹ xem tivi cùng với con. Cảm ơn con. Ngọc Thịnh, con nghĩ sao? Dạ lúc nào ba mẹ rảnh thì con muốn ba mẹ xem tivi với con. Xem tivi với con. Dạ. Cảm ơn con. Chúng ta cùng lắng nghe ý kiến của bạn Hải Thanh nào. Hải Thanh, dạ. Con thấy những lúc ba mẹ rảnh rỗi thì con mong ba mẹ làm gì cho nhất cho con? Dạ con nghĩ là lúc mà ba mẹ rảnh rỗi á thì con sẽ bảo ba mẹ dẫn đi siêu thị hay là đi đầm sen hả? Tức là dẫn đi chơi ha. Dạ. À như vậy là con sẽ thích nhất là ba mẹ đưa con đi chơi. Dạ. Cảm ơn con. Chúng ta cùng bước sang câu hỏi thứ ba. Câu hỏi này được bắt đầu từ bé Ngọc Thịnh. Ngọc Thịnh ơi, thường thì thú nhận cho cô Quỳnh Hương biết là chữ con có đẹp không? Dạ đẹp cô. Đẹp hả? Như vậy thì con thấy là lúc mà con viết bằng cái viết nào thì chữ con nó sẽ đẹp nhất? Thứ nhất là viết bằng bút chì, thứ hai là bút bi và thứ ba là bút mực. Con viết bằng bút mực thì thấy chữ con đẹp. Cảm ơn con. Chúng ta cùng lắng nghe ý kiến của bạn Hải Thanh nào. Hải Thanh. Dạ. Con có thấy rằng chữ con đẹp không? Dạ con thấy là chữ con cũng không biết nữa mà lần nào cô con cũng cho con điểm A. Như vậy kêu bằng khiêm tốn đó. Bạn Uyên Vi con nghĩ sao? Dạ thưa cô Quỳnh Hương, con thấy con viết bút mực đẹp hơn. Vậy hả? Cảm ơn con. Chúng ta cùng nhau chào đón ba vị phụ huynh trở lại với trường quay. Hỏi xin được dành cho mẹ Minh Thu ạ. Thưa chị, mỗi lần mà chị với anh trò chuyện ở nhà thì ai nói chuyện ít hơn? Thứ nhất là mẹ nói ít hơn ba, thứ hai là ba nói ít hơn mẹ, thứ ba là hai người nói nhiều như nhau. Mẹ nói ít hơn ba. Chị không nghĩ rằng phụ nữ của chúng ta bản chất là nói nhiều hơn đàn ông ạ? Thường thì trong nhà thì cũng có lúc tôi nói nhiều nhưng mà nói với các con thôi, còn nói với ông xã thì thường là nghe ông xã nhiều hơn. Và 50 điểm đầu tiên dành cho gia đình của chị, chúc mừng. Xin được mời ba Hùng Phi. Ở nhà thì mẹ cháu thì nói chuyện ít hơn. Ủa sao kỳ vậy anh? Dạ ở nhà thì thường những cái chung công việc ở nhà lớn hay những việc gì đó là nói bàn với vợ nhiều, còn cứ vợ ở nhà cứ nghe theo thôi. Sao Quỳnh Hương lấy làm lạ chứ, sao trên báo hay trên diễn đàn mấy anh chồng cứ than phiền sao vợ nói nhiều quá, mà ra đây lại có ba trường hợp thì đã có hai trường hợp là
là coi như bà xã nói ít hơn ông xã rồi. Nhưng mà điều đó anh thấy nó bình thường không anh? Miễn sao mình giữ gìn được hạnh phúc gia đình được rồi. Miễn sao mình hạnh phúc là được đúng không ạ? Dạ. Nhất là câu trả lời này đã đem đến cho gia đình anh thêm 50 điểm nữa. Chúc mừng anh. Xin được mời mẹ Mỹ Hương. Trong gia đình tôi, những khi cần có việc thảo luận hoặc là trao đổi với nhau việc gì thì người nói nhiều nhất có lẽ là tôi. Chị không có theo trào lưu hiện tại, có nghĩa là theo chị Minh Thu với anh Hùng Phi ạ. Dường như là cái tính của tôi thích thảo luận, tôi thích tranh luận, cho nên tôi là người nói nhiều. 50 điểm dành cho gia đình của chị, chúc mừng. Câu hỏi thứ hai xin được bắt đầu từ ba Hùng Phi. Anh chị có phải là những người rất là bận rộn không ạ? Dạ, rất là bận rộn. Thế thì câu hỏi của chúng ta như sau. Những lúc mà ba mẹ rảnh rỗi thì anh có biết là cháu mong ba mẹ làm gì nhất với cháu không ạ? Những lúc cha mẹ rảnh rỗi thì ở nhà chơi với cháu hoặc là dẫn cháu đi chơi. Thôi bây giờ anh đừng hoặc là, anh phải nói một trong hai đi. Dẫn cháu đi chơi. Dẫn cháu đi chơi. Thật ra con không có muốn đi chơi đâu ba ơi. Con muốn ở nhà và xem tivi với con. Và chưa ghi được 100 điểm cho câu hỏi này. Xin được mời mẹ Mỹ Hương. Tôi biết cháu rất là thích được bố mẹ dẫn đi chơi. Chắc là tại con mắc cỡ, con không có thú nhận điều đó ra. Con mong ước một điều bình dị thôi, đó là ba mẹ ở nhà coi tivi với con. Cho nên cũng chưa ghi được 100 điểm luôn. Xin được mời mẹ Minh Thu. Trong gia đình tôi thì những lúc mà rảnh rỗi thì tôi biết là cháu rất là thích được mẹ dẫn đi chơi. Có thể chỉ là đi chơi siêu thị hoặc là đi đâu đó thôi cũng được, nhưng mà miễn là đi chơi. Miễn là đi chơi là được. Dạ. Con nít mà ai chẳng thích được dẫn đi chơi, cho nên 100 điểm dành cho gia đình của con, chúc mừng. Chúng ta còn câu hỏi thứ ba, câu hỏi này bắt đầu từ mẹ Mỹ Hương. Quỳnh Hương phát hiện ra rằng cả ba cháu thí sinh nhỏ ngày hôm nay đều có chữ viết rất là đẹp. Và điều này chắc cũng phải rèn luyện mới có. Tuy nhiên, chị có đoán được rằng cháu cảm thấy chữ cháu mà đẹp nhất là khi viết bằng viết gì không? Thứ nhất á, là viết bằng bút bi. Thứ hai là viết bằng bút chì. Và thứ ba là viết bằng bút mực. Xin được mời mẹ Mỹ Hương. Ở nhà cháu hay bị la nhất là khi cháu tập viết. Tại vì khi cháu viết, viết mực ở trong trường á, cháu viết rất dơ. Thật ra cháu thường hay bị la và hay bị nói rằng là con viết dơ và xấu quá. Cháu rất là thích viết bút bi, nhưng mà vì trường không có cho viết mà ở nhà cũng không cho viết. Nhưng mà tôi nhận thấy, theo tôi biết là nếu mà cho cháu viết bút bi, cháu viết sẽ đẹp hơn là viết bút mực. Cô Quỳnh Hương biết thêm bí mật nữa rồi hen. Hồi nãy con lại nói là con cảm thấy con viết bút mực là đẹp nhất, và con còn khoe là chữ con cũng đẹp, nhưng mà con không có bỏ thời giờ ra con luyện đâu cô ơi. Cho nên cũng chưa ghi được 50 điểm cho câu hỏi này. Xin được mời mẹ Minh Thu, mẹ nghĩ như thế nào? Viết mực thì viết đẹp hơn, vì ở lớp cũng như là cháu cũng được đi thi vở sạch chữ đẹp á. Ở trường cô giáo cũng rất khen là cháu giữ vở rất là sạch. À, và như vậy thì chị nhất định chị chọn là viết mực phải không ạ? Tôi chọn viết mực. Cô Quỳnh Hương thấy con cười rồi, con không cần phải che giấu niềm vui của con làm gì. 50 điểm nữa dành cho gia đình của con, chúc mừng con. Xin được mời ba Hùng Phi. Ở nhà thì không cho cháu tập viết bằng viết bút bi, mà từ nhỏ đến lớn đến học lớp 3 giờ cháu viết bút mực không? Viết bút mực thôi. Mực tím. Cái quan trọng là con đã chọn cái gì mới quan trọng mà anh. Con thấy là con viết cái gì đẹp nhất chứ không bút phải là anh. Đẹp nhất. Chắc chắn đúng không ạ? À? Anh không thay đổi ý kiến ạ? À? Dạ không. 50 điểm dành cho gia đình của anh, chúc mừng. Kết thúc vòng chơi đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe số điểm của ba gia đình. Kết thúc vòng thi thứ nhất, gia đình bé Ngọc Thịnh 50 điểm, gia đình bé Uyên Vi 100 điểm, gia đình bé Hải Thanh 200 điểm. Con mong cha mẹ sống lâu trăm tuổi, em mong anh vững chãi một bờ vai, mẹ mong con khỏe mạnh chắc tương lai. Em yêu thương đông đầy cho tất cả. Bạn đã sẵn sàng cho điều mới chưa? Giải mã
siêu thử thách từ bộ ghép hình siêu năng lượng của Fristy. Uống Fristy để sưu tập đủ 9 hình ở cả 3 cấp độ. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với trò chơi Bí mật gia đình và vòng chơi thứ hai. Ở vòng chơi này thì đến lượt các em bé sẽ được vào trong để thư giãn bằng truyện tranh và âm nhạc trong lúc bố hoặc mẹ là mẹ ở lại với trường quay và cùng nhau vượt qua 3 câu hỏi. Sẽ có 2 câu hỏi là câu hỏi mở. Ba hoặc mẹ sẽ ghi được 100 điểm nếu có câu trả lời trùng khớp với con. Và một câu có đáp án có sẵn, ba hoặc mẹ sẽ ghi được 50 điểm nếu có câu trả lời trùng khớp với con mình. Chúng ta cùng bắt đầu câu hỏi đầu tiên với lại mẹ Minh Thu. Xin được hỏi mẹ Minh Thu ạ. Chị có thể đoán được rằng cháu sẽ nói là cháu có bao nhiêu bạn thân học ở trong lớp không ạ? Ba bạn. Ba bạn, đó là những bạn nào ạ? Đó là bạn Hiền Thảo. Bạn Hiền Thảo là con trai hay con gái? Bạn Hiền Thảo là con gái. Dạ, Hiền Thảo. Ai nữa ạ? Bạn là Minh Anh. Bạn Minh Anh, với bạn gì ạ? Và bạn Quang Thắng. Ui, Quang Thắng nghe có vẻ là một tên con trai phải không? Cảm ơn chị. Xin được mời ba Hùng Phi. Dạ, mà cháu về cháu có nói cháu quen được hai bạn thân. Hai bạn thân. Nhưng mà không biết tên. Cháu nói không. Dạ rồi, thôi chỉ cần con số 2 là được. Xin được mời mẹ Mỹ Hương. Dường như cháu có ba đứa bạn thân. Ba người bạn thân. Đó là ai ạ? Thiên Phú, Kim Yến và một bé nữa mà tôi không được nhớ. Rồi, không sao. Quỳnh Hương thật ra chỉ cần cái con số thôi. Nhưng mà hình như là, ủa vậy là cháu có thể vừa chơi với cả bạn trai lẫn bạn gái một cách vui vẻ à? Chơi cả bạn trai. Thế thì quý quá. Cảm ơn chị. Chúng ta cùng đến với câu hỏi thứ hai, bắt đầu từ ba Hùng Phi. Anh thường thường anh có liên quan tới việc bếp núc ở trong nhà không anh? Dạ có. Cũng có nữa hả? Rồi, như vậy thì tốt quá. Bởi vì với món thịt bò thì anh có biết là con của mình thích mẹ chế biến theo kiểu nào hơn? Thứ nhất là sẽ nhúng tái, thứ hai là làm món bít tết, và thứ ba là xào lên. Xào lên chị. Xào lên là ngon nhất ha anh. Xào với đậu quá chị. Xào với đậu, đậu cảm ơn. Trời, nghe đó bụng quá anh ơi. Xin được mời mẹ Mỹ Hương. Với món thịt bò thì theo tôi biết cháu thích ăn là bít tết khoai tây hoặc là lúc lắc khoai tây. Chứ rồi, cháu không thích nấu mà là xào. Rồi, như vậy thì chị sẽ dùng chọn là bít tết. Cảm ơn chị. Mời mẹ Minh Thu. Cháu nhà tôi thì lại không thích ăn thịt bò lắm. À, thế à. Nhưng mà món lúc lắc có lẽ là nó thích hơn. Dạ. Vậy tôi chọn món bít tết đi. Bít tết hoặc lúc lắc. Dạ. Rồi, cảm ơn. Bây giờ chúng ta còn có một câu cuối cùng thôi. Câu này có liên quan tới các trò chơi dân gian. Theo chị nghĩ, thưa chị Mỹ Hương, là cháu đã biết phân biệt như thế nào gọi là một trò chơi dân gian chưa chị? Dạ, cháu biết. Cháu biết. Như vậy thì câu hỏi của Quỳnh Hương như sau. Bé biết chơi trò chơi dân gian nào? Dường như là cháu chưa có được chơi nhiều. Chưa được chơi. Dạ. Nhưng mà nếu mà cháu biết chơi á thì tôi nghĩ là cháu biết chơi banh đũa đó. Ồ ồ. Tại vì nó thấy ở nhà nó thấy mấy người kia chơi á, cái nó đòi chơi. Nó lấy chơi banh, nó nói mẹ chỉ cho con chơi banh đũa. Banh đũa. Xin được mời mẹ Minh Thu. Cháu là tôi, nếu mà nói về trò chơi dân gian thì có thể là nó ở nhà nó chỉ chơi với ba mẹ, chơi chi chi chành chành. Chi chi chành chành có cánh thổi lửa. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn chị. Ba Hùng Phi. Dạ, cháu nó chơi banh đũa. Chơi banh đũa. Mà chơi giỏi không ạ? Chơi cũng bình thường với em đó. Dạ rồi, cảm ơn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chào đón ba em bé trở lại với trường quay. Con ơi, con nói cho cô Quỳnh Hương biết là trong lớp con có bao nhiêu bạn thân nè. Con có một người bạn thân. Đó là bạn gì? Đó là bạn Minh Anh. Đó là bạn Minh Anh. Thế còn bạn Thảo với bạn Quang Thắng thì sao? Có luôn, nhưng mà cũng không thân lắm đâu ạ. À, vậy hả? Vậy phải nói cho mẹ biết chứ. Chứ không thôi mẹ biết được tên ba bạn, vậy mẹ tưởng là ba bạn đó thân như nhau. Cho nên là chưa trùng khớp ý kiến của mẹ rồi. Và chưa có 100 điểm. Thế nào bé Uyên Vi? Dạ thưa cô Quỳnh Hương, trong lớp cảm thấy có một bạn rất thân với con. Đó là bạn